Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con tên Nguyễn Thị Thanh Thanh. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ đối trước Ngài Địa Tạng Bồ Tát, xin được phát lời nguyện như vậy: con nguyện từ hôm nay chọn đời chọn kiếp cho đến tận cùng đời vị lai, nhận đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp quy y nương tựa nơi Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhận đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được rực lớn Đại Thánh Địa Tạng. Con ngưỡng mong Ngài vụ lòng đầy từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến cho con đời đời kiếp kiếp đều không vô mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Ngài Đại Thánh vụ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con, cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, tất cả nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ gốc gáo, rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, Địa Thần Hộ Pháp phẩm thứ 11. Lúc đó vị Kiết Lớ Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con thường chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thệ nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong duyên phụ đề, như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc, cùng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường. Nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường trở đến kiếp số như số cát trong trăm nghìn nước sông Hồng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay và vài vị lai sau, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam, trong cuộc đất của mình ở, dùng đất đá che gỗ mà dùng các cái khám cái thất, trong đó có thể hòa quẻ cho đến dùng bằng hoặc đồng sắt đúc nướng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường chiêm nghệ, chiêm lễ ngợi khen, thầy chỗ người đó ở được 10 điều lễ. Những gì là 10 điều? Một là đất cát tốt, một hay là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết được sanh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng sự lớn, năm là cầu chi cũng khỏi ý cả, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm các sự cúng dường Ngài Địa Tạng như thế, thầy được sự lớn như vậy. Vị Kiết Lớ Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát, thầy con dùng thần lực của con thường hầu về người đó cho đến tất cả sự tai họa như nước lửa trộm cướp, nạn lớn nạn nhỏ vân vân, thầy đều tiêu sạch. Đức Phật bảo Kiết Lớ Địa Thần rằng: thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít tai bằng, vì cỡ sau vì đất đây trong cõi Diêm Phù Đề đều do ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây các đá lúa mẹ che lao gạo thóc của bóng, tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông cả. Nay ông lại tuyên bày những sự lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thầy con đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Này Địa Thần, trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiền đời nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành thêm một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện đã dạy, thầy ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không quỷ đến nghe nơi tai, huống nữa là để cho phải chịu, chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì, người đó cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương, Đế Thích, quyến thuộc của Chư Thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Điều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh Bổ Nguyện này, tự nhiên được rốt ráo xóa lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui,
Vì thế nên đã ủng hộ một cách lớn lao như thế. Ha ha ha,